trại hải quân viên trình má biển bãi cát và vịnh biển làm vân. Có lẽ con đường đi xuống quay lại thành nếu do cho coi có thèm thì về nha, có thèm thì về coi. Đi xe Honda thì không sợ khi bệnh, nhưng mà mình chạy kỹ thì chắc không sao. Thì chạy từ ở dưới Long Xuyên An Giang lên tới đây rồi đó, rồi đi ra tới Hà Nội. Nếu mình chạy kỹ, mình không có gì cái ẩu này nọ thì cũng đảm bảo an toàn cho mình phần nào rồi. Còn chuyện mà xảy ra tai nạn chết chóc hay gì thì cái chuyện đó là do số phận. Nhiều khi mình sợ chứ, ví dụ như tháng 9 ở Mỹ thì nó quá hay trong cái tòa tháp đó là tháp tưởng không? Nó đâu có ai nghĩ hoặc là sẽ gặp gì nguy hiểm đâu. Nhưng mà cuối cùng thì những người ở nơi mà an toàn nhất là gặp nạn, là cái tòa tháp đó thì cũng 3,000+ người. Thì mọi người đã quay cái chiến dịch làm sao mà ngờ rằng là ở đó mà có thể chết được vậy. Cái chỗ này xe phút này là xe nó chạy ở trên này. Mày thấy chiếc xe tải chạy ngang chỗ này ở trên cao ấy.
dưới kia mình nhìn thấy mây á, mây đó nó còn lên tuốt trên đầu trên này nữa. Ở đây chưa phải là vị trí cao nhất, chỗ đó đang lên chút nữa là lên đỉnh núi luôn rồi mới xuống lại. Bên đây là Đà Nẵng, còn bên kia là xuống đèo, bên kia là thuộc thực Thừa Thiên Huế. Rất đẹp, nên mình lại quay nhanh, chạy vừa quay nguy hiểm, xe vừa đổ xuống. Còn lên nữa, ở đây cũng cao lắm rồi, không biết bao nhiêu mét nhưng chưa tới đỉnh. Còn chạy nữa, cái cảnh trên này đẹp hơn, mình lại quay nữa. Anh mây xuống luôn rồi, có xe đổ tới nè. Giàu thì không giàu nhưng mà rất là an nhàn. Nó có cái đường nước nó chảy ra chỗ này. Chỗ này là có cái đường nước nó chảy ra biển. Cái suối nãy nó chảy về đây rồi. Tam tam kia là thầy tỏi. Này không Đà Nẵng. Hãy subscribe
chạy lòng vòng ra cái đường này, còn lên cũng cao lắm, chạy lên tốt trên kia luôn. Chiếc xe đang chạy đó, mấy chiếc này đang lên. Ở đây có cái diện đẹp này, đường này lên là cái gì đó.
của Đà Nẵng. Mây nó đang qua, mây tràn qua khe núi nè. Cái này trên đèo Hải Vân nha bà con, còn qua núi cũng cao lắm. Chưa tới rồi, chưa qua khỏi rồi. Con đường ở dưới nè, đường từ bên Đà Nẵng lên nè, vòng quẹo vòng quẹo nè, lên cú qua trên kia luôn. Chút nữa là tới hình kia mà xuống dưới đây nè, là hình như là chỗ này là đỉnh rồi đó, là qua bên kia là xuống lại. Phải không vậy ta? Có mấy như gác canh hay gì đó. Chỗ này là chỗ mây nó chảy qua này.